Mối tình đau nhất của em thì em nghĩ là cái mối tình gần đây. Thì khi mà cái anh đó là ảnh làm bác sĩ, hai tụi em có cảm xúc cảm giác với nhau, nhưng mà anh đó thì có địa vị quá cho nên là em cảm thấy em không có phù hợp á, nên em tự động em rút lui. Hồi nhỏ em có một mối tình rồi, xong sẵn rồi bố mẹ kêu là cưới luôn, cái xong cái đầu cái xong cái cuối cùng cái không có cháu rồi, xong cháu cũng theo mẹ luôn. Tối ngủ mình cũng buồn mà cái nhà ta đùng lên ngủ cũng sợ ma. Em cũng sợ ma nữa. Sợ ma thì hai người ngủ chung khỏi sợ. Dạ mời chị ngồi. Rồi bây giờ xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phi. Xin về chính, em là làm nhân viên kinh doanh về Nha Trang. Nha Trang vào đây luôn hay sao? Dạ em mới bay hôm. Ủa vậy đó hả? Kinh doanh về gì? Em kinh doanh hóa chất. À rồi. Phi sinh năm 79, kinh doanh hóa chất, đến từ Khánh Hòa. Dạ rồi, còn bạn nữ của mình bên đây thì như thế nào ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh năm 1984. Nguyễn Thị Ngọc Lan xin chào Nguyễn Thị Ngọc Yến. Hiện tại thì mình đang công tác ở đâu vậy chị? Dạ, em đang công tác ở bệnh viện da, em đi dermatitis đó chị. Là ở Sài Gòn? Dạ, ở Sài Gòn. Nhà trai này đi từ Khánh Hòa vào đây đó. Dạ. Thành ra lấy vợ về đó là em chắc là phải về làm dâu ngoài Khánh Hòa đúng không? Dạ, em không có làm dâu. Không có làm dâu? Dạ, em ở riêng. Ở riêng luôn? Nhà riêng luôn? Dạ. Đó, thông báo cho nhà gái biết nha. Bây giờ là điểm mạnh điểm yếu gì mình khoe nhà gái cái coi. Dạ, thì em cũng biết nấu ăn. Giám đốc biết nấu ăn luôn? Biết chứ, từ ra riêng có mình phải nấu ăn chứ không ai nấu ăn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đừng ăn cơm tiệm. Nhưng mà trước giờ nấu một mình ăn thì nó khác nha. Còn bây giờ nấu tới hai mình ăn thì nó khác đó. Đúng rồi đó. Em dạ không sao đâu, em chịu ăn lắm. À vậy hả? Em có thể nấu được cái đám giỗ được 30-40 người được mà. Wow. Đúng vậy đó hả? Dạ, tại vì có đi cái thời. Quá dữ. Tại em có đi học mà. Đi học nấu ăn luôn á hả? Học nấu ăn. Ờ giỏi vậy ta. Nhậu em có nhậu, hút thuốc em cũng có hút. Rồi. Nhậu thì uống một lon hai lon gì tiếp khách thôi chứ còn thuốc thì em hút. Vậy khỏe, có khuyết điểm gì không? Tính thì cũng nóng nhưng nóng là tự động đi không đổi về thôi nhé. Về được, nóng bỏ đi được. Chị nóng lên là chị bỏ đi thôi hả anh? Hay là mình có làm gì nữa không? Thì bỏ đi qua công ty làm xong đổi về lại. Tức là mình nóng rồi chưa bao giờ mình động thủ đúng không? Không có đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Yến, giờ là ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ em có cái ưu điểm là em hát cũng được, cũng vui vẻ, hoạt bát, dễ gần. Có đôi lúc thì em sẽ hơi tưng tưng xíu. Cuộc sống giờ nó áp lực nhiều, tưng tưng nó cũng vui em. Tưng cỡ Lan không? Chứ Lan là Lan tưng là Lan thấy Lan vô đối rồi đó. Chắc em bằng phân nửa chị hơn. Nếu chứ cuộc sống mà mình phải có những lúc như vậy thì nó mới vui. Nếu mà có nóng tính lên thì em cũng như nhà bên ấy, em cũng sẽ đi đâu đó cho mình hạ cái cơn giận của mình xuống. Mai mốt lấy nhau rồi còn có con nữa, hai người cùng nóng rồi cùng bỏ đi hết rồi ai giữ con? Thôi để anh đi em nhà giữ con. Thôi để anh đi em nhà giữ con. Đó vậy thì được, nó phải mở lời vậy mới được chứ. Chứ em đi anh cũng đi nữa, con dắt bó tay luôn á. Đúng rồi. Sáng hay mình thuê người vú đi Linh. Biết đâu mình thuê được bà vú. Thuê được nhá, để mình thuê người giữ. Nếu mà có vú thì càng tuyệt vời hơn chứ anh. Đúng rồi. Chứ ai cũng lo làm hết mà, chứ để xong rồi là vũ chăm tốt hơn. Đúng rồi. Nhà gái cho biết cái đường tình duyên của bên đó hay sao? Em thì em trải qua ba mối tình ạ. Nhưng mà cũng không đi tới đâu. Mình chỉ nhấn mạnh cái mối tình nào mà nó khắc cốt ghi tâm với mình, nó làm mình đau khổ nhất. Mối tình đau nhất của em thì em nghĩ là cái mối tình gần đây. Thì khi mà cái anh đó là ảnh làm bác sĩ, hai tụi em có cảm xúc cảm giác với nhau, nhưng mà anh đó thì có địa vị quá cho nên là em cảm thấy em không có phù hợp á, nên em tự động em rút lui. Còn nhà trai mình có mấy mối tình? Hồi nhỏ em có một mối tình rồi, xong sẵn rồi bố mẹ kêu là cưới luôn, cái xong cái đầu cái xong cái cuối cùng cái không có cháu rồi, xong cháu cũng theo mẹ luôn. Em cưới nhau cũng được 12 năm á. Vậy con em đi đà chuẩn bị vô đại học. 12 năm mà chắc cũng căng thẳng lắm mới đi chia tay nha. Cũng thương con cũng kéo dài chứ không, 4-5 năm ly thân á. Nhưng mà em cảm giác em có lỗi gì trong cái mối tình đó không? Trong cái cuộc hôn nhân đó không? Chắc người ta nghe lời mẹ, nghe lời chị bên nước ngoài xong cái là làm giấy tờ cái đi chơi rồi đi xong đi 6 tháng rồi bắt đầu đi về cái tại trong cái về em thấy như vậy em nghe lời với gia đình của em cũng không ấy luôn. Chủ động chia tay là người đó chứ không phải là em đúng không? Đúng rồi. Rồi coi như em muốn coi leo léo là kéo lại cho con mà lo được thôi để đi luôn. Câu chuyện bên kia nó buồn quá rồi, giờ mình đổi không khí đi. Đúng rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng nào em gái? Không có biết hút thuốc. Không hút thuốc.
Dạ. Bên đây không có. Chào em gái. Trời, anh Huyền Linh đẹp trai quá. Trời ơi, lâu lắm anh mới được người khen đó nha. Hồi nãy em cũng, em ra em thấy chị Ngọc Lan rồi, cứ là em định khen rồi, nhưng mà chương trình dặm quá em quên. Quên. Dạ, chị Ngọc Lan dễ thương hơn trong hình nhiều luôn. Mới lần đầu tiên em khen anh đẹp trai đó. Em thấy ai cũng nói anh hai lúa hết trơn á. Trời, anh đẹp trong lòng em. Cảm ơn em. À, ngoài hút thuốc đây là được rồi đó. Rồi còn gì nữa không? Dạ, phải biết nấu ăn. Thật ra là em bị thu hút bởi cái mỗi người đàn ông mà có thể đứng vô bếp á, nấu ăn trời em hình. Bên đây nấu cả cái đám giỗ luôn. Đám giỗ 12 mâm. Ừ. Dạ, em bị cái đó gọi là quyến rũ em ghê gớm. Vậy là đây dễ dụ luôn nè. Chỉ còn có đứng nấu ăn là được rồi. Dạ, còn đúng gì rồi. Nữa không? À, bạn trai phải biết quan tâm, chăm sóc. Nhiều khi là em cũng hay bận lắm, tại vì em làm tới 2-3 chớp lận, cho nên là có đôi lúc á hả, con gái hay yếu lòng, mặc dù là bên ngoài bạo lực vậy đó, nhưng mà bên trong mềm yếu lắm. Là những lúc như vậy là em rất là cần một cái người có cái vòng tay. Đây, người này đây. Người con gái rất là bản lĩnh, rất xinh đẹp, rất năng động, coi như rất là cá tính, nhưng mà đôi khi rất là yếu mềm, thường khóc đêm một mình, thường cảm giác mình cô đơn, trống trải. Chị em anh. Hả? Sao chị em ruột mà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đúng rồi. Đấy, một tức người giống vậy đó. Dạ. Thật ra cái người phụ nữ mà họ càng mạnh mẽ, tức là họ đang càng chứng tỏ họ không phải là người yếu đuối. Đúng rồi. Theo như gia đình em nói là sau này phải tìm một cái người cao hơn em, bởi vì em là được mệnh danh là chị già vừa lùn vừa xấu vừa vô duyên đó anh. Chị già vừa lùn vừa xấu vừa vô duyên đó anh. Cho nên là em phải tìm một người là phải cao hơn em, để mà em củng cố đời con em, phải hy sinh đời em. Em cao mét mấy? Dạ, mét rưỡi. Chị sao chứ em thấy chị có xấu đâu, chị dễ thương chứ. Để em đi qua em coi coi bên đó ứng tá sao. Nó nấu được cái đám giỗ ngon lắm. Dạ, em chào anh. Dạ. Hả, à, được chưa? Được chị ơi, em trời thấy ơi. Bên đây là ngon lành, phù hợp tiêu chí của chị đó. Theo như cái cuộc hôn nhân đầu của anh á, là anh hơi bị thiếu cái sự quan tâm bởi vì công việc của mình nhiều quá. Mà hiện tại thì em thấy chị bên kia cũng công việc cũng khá nhiều á. Bây giờ nếu như mà bắt đầu một cái mối quan hệ thì anh sẽ cải thiện cái vấn đề thời gian của mình nó như thế nào? Tại vì đó cũng là một trong những nguyên nhân để anh quan tâm để mà còn tới già nữa chứ, con cái chăm nữa chứ, chứ giờ không quan tâm nữa chắc ở mình luôn rồi. Em hỏi về làm an tâm rồi đó. An tâm chưa? Dạ. Giám đốc tài giỏi lắm á. Giờ nãy giờ hơi lo. Đúng. Thôi đi về. Được chưa? Dạ được. Về với chị em, về với em, dạ. Về với em chị. Được được được, bên kia ngon. Ok. À, bây giờ thì em có mẫu hình lý tưởng nào không? Thích hiền hòa, quan tâm nhau là được rồi. Quan tâm nhau được rồi. Chăm sóc cho nhau được rồi. Em thích người ốm. Chết rồi chị ơi, mới lên ký hồng dịch luôn á. Không sao, mình xuống cân được. Em trai đi với ai? Bạn em. Em trai. Em thấy bạn gái tương lai của bạn em được không? Anh chị ấy rất vui vẻ. Em nghĩ là anh cũng nên cho chị cho bản thân anh cơ hội đi. Để quen chị chứ. Anh cứ dạy hoài thì gặp em nhiều lúc cũng hai anh em cũng buồn lắm á. Gặp có hai người đàn ông hoài cũng chán hả? Đúng rồi. Nhà gái đi với ai nè? Dạ chị bạn em. Dạ em xin chào anh Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Em cũng có nhận xét là thấy anh trai bên này á, là ảnh cũng hiền, một người chững chạc mà có kinh nghiệm rồi. Đặc biệt cũng biết nấu ăn, bạn em cũng thích ăn. Dạ cũng mong là hai bạn có thể làm đến với nhau được. Dạ, rồi. Cảm ơn. Okay. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Ok, bây giờ mở màn nha. Đúng rồi, mở màn đi chứ. Mình thấy hai bạn này là tiến phù hợp hành, nhau lắm. Mặt coi nói sao. Mở rào. Anh đến chương trình cái quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Em cũng có quà tặng cho chị luôn. Trời ơi, thấy thương vợ. Em gọi chị xinh đẹp ngon. Trời ơi, cảm ơn nha. Tay em làm hết á. Em gửi anh. Em cảm ơn em. Tự tay em làm nha. Trời ơi. Em cũng có quà cho anh luôn. Dễ thương lắm á. Cảm ơn nha. Nhỏ quá chui. Trời ơi. Móc khó à. Mở ra coi nó hợp không? Tự tay em làm á anh. Đẹp em. Tấm lòng của em trong đó đó. Thiêu đẹp á. Giỏi. Đó. À, đầu tiên mình hát tặng nhau bài Lấy Cảm Tình đi đồng chí giám đốc. Anh xin em hát bản là Thở Ban Đầu. Anh và mấy em nghe nghe. Dạ.
tình yêu qua cánh bay xa. Bay xa, xa. Thương em người gái quê, tình chẳng trong như những hạt sương. Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kế dài khờ. Em yeah, ơi yeah. Một chút thương, một chút yêu ta giữ cho bền lâu. Yeah, yeah. Không duyên phần với nhau, hàng kiếp sau ta sẽ chung tình. Chung tình mãi luôn. Nay em về chốn xa, đèn kết hoa văng lối người qua. Anh quay về nẻo xưa, tiền chúc hương sưởi ấm linh hồn. Trong bữa đời hắn yêu, tình vẫn ru anh giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay, kiều lắc lư ngư vang em về dân. Về dân. Được, rồi. Cũng được đó, có duyên bộ, thấy tự tin lắm chứ bộ. Yến ơi, người ta tặng mình một bài hát rồi đó, bây giờ mình có tặng lại người ta cái gì không? Chắc em cũng hát. Rồi, bây giờ hát đi, luôn. Hai người dìu nhau vừa hát vừa khi vũ nữa nào. À, anh đỡ chở được không anh? Chạy em qua đây đi. Em tự tin rồi. Rồi, nắm tay nhau dìu vô, ôm vô. Khiêu vũ sao? Dạ không biết khiêu vũ. Thì em hát đi, dạ, tự nhiều. Người ta nhiều. Em không biết bạn hát ra cái bạn gì mà để khiêu vũ. Em hát thử coi, em hát thử câu coi. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vô. Quyền quanh bao năm không buồn mặt. Rồi ok, ôm vô bắt đầu. Rồi. Quên mất tiêu luôn. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình dìu em thơ rất thơ. Và anh nâng yêu em chưa như đoán. Anh chưa em xem qua. Ôi vậy hả anh? Em nhảy tôi kép chứ, sao em nhảy tự nhiên. Còn em xem anh như trang ngọc ngà. Là từ gió như mây vàng, mình phiêu du non ngà. Xuống nè. Do trần gian bao la, đứng đâu nơi anh là nhà. À, 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 à. Anh khúc này lên cho em đứng được không? À, đứng. Em sai rồi, anh không nổi. Hai người này vui nè. Tự nhiên nè. Dạ, dạ em lên thế hát nha anh. Lâu lắm mới được lên hát. Lên. Tự nhiên em quên mất tiêu. Kiên qua thung lũng. Dạ, dạ, dạ em nhớ. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lòng mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi đến nơi của ngày. Ngày gì ta? Tự nhiên quên mất. Hết muộn sầu. Thế thế muôn sầu. Giờ mới hết nè. Em cảm ơn. Em về ngồi đi. Dạ em về chỗ. Rồi hai người ngồi xuống đi. Em thấy anh cả gia đình cả một cháu thì em nghĩ sao? Hiện tại con anh có ở chung với anh không? Nói chung thì anh hiện giờ là anh còn chăm cho một đứa cháu đi đại học. Thì nếu mà ấy thì làm giấy tờ cho đi nước ngoài với mẹ nó luôn. Còn không thì nó học ở Nha Trang, học ở Sài Gòn cũng được. Tối ngủ mình cũng buồn mà cái nhà ta đùng lên ngủ cũng sợ ma. Em cũng sợ ma nữa. Sợ ma thì hai người ngủ chung khỏi sợ. Được, được á, được á. Em tiến tới em có thể nắm tay cô ấy. Bây giờ có thể ôm cái coi nó có mùi gì không? Thử đi nào. Đó. Ôm chặt vào. Thử xem. Hít vô, hít vô. Anh có mùi thơm thơm nhẹ. Được rồi. Đó. Thơm quá nó bị đề sao? Thì anh thì tới đây cũng là cái duyên. Thôi anh em mình bấm nút lên đó mà tìm hiểu thơm cái gì. Chứ anh cũng hiền khô biết nói gì giờ. Em thì cảm xúc của em nói rồi đó, em quý anh. Nhưng mà nếu như để có thể tiến xa hơn thì có lẽ là chúng ta nên bấm nút đi để tìm hiểu bên ngoài thêm. Trời ơi, cái cặp này là gấp dữ lắm rồi. Thôi cho bấm đi. Okay. Trời ơi, cái tướng em ngồi bấm cũng dễ thương thế này. Bà này bà dễ thương thiệt cái chứ. Nó dễ gây thương nhớ lắm đó. Nào. Ta bấm nào, 1, 2, 3. Ủa bên kia có bấm vậy? Được rồi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi đó.
Nhà trai tôi rất là hiền nha. Cô đừng có ăn hiếp nhà trai tôi nha. Em cũng hiền lắm, em hiền không à. Hiền thiệt. Hiền thiệt đúng không? Bây giờ là hát bài Merry Christmas. Đúng rồi, bữa nay là đêm Giáng sinh đó. Mình hát đêm nay chúng bài... ta sẽ cùng đi chơi Giáng sinh, cùng tìm hiểu với nhau. Dạ, vậy thì em xin hát bài We Wish You a Merry Christmas. Ok. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Để tay lại, để tay lại, để tay lại. Để tay lại, để sát vô. Đó, nhìn, nắm tay nhau, để đó luôn, để đó luôn. Chụp tấm hình lưu niệm luôn. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn, thấy chưa? Sao như vậy anh ngỡ nguyện quá. Cô đừng có lắm trò dễ sợ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các anh chị ở đây. Em tên là Hoàng Thị Hoàng Thanh. Em năm nay 27 tuổi, em làm nhân viên kế toán. Em ở Vũng Tàu ạ. Rồi, mời bạn Nam. Em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Ngưu Đình Nam, em 33 tuổi. Em làm nhân viên kiểm tra chất lượng ở công ty Petro Việt Nam. Bây giờ mình đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Vũng Tàu chị. À, vậy là cùng rồi. Bạn kia ở Vũng Tàu, bạn làm Vũng Tàu, vậy là hợp lý quá rồi. Những ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, em dễ thích nghi. Khuyết điểm của em là nóng tính. Em cố gắng khắc phục rất nhiều nhưng mà... Ủa, nóng tính dữ lắm hả em? Dạ, sếp em cũng hay nói em vậy. Những cái ý kiến em đưa ra hoặc là những cái em làm xong rồi sếp em bảo sai, nhưng mà em thấy nó đã đúng rồi thì em bảo vệ lập trường của mình á. Xong rồi đa số là sếp theo em. Kỳ vậy? Dạ. Ủa, sếp nào cũng lạ quá ha. Rồi, còn khuyết điểm gì nữa không em? Em muốn ăn thì biết nấu, nhưng mà nấu em ăn em thấy được, nhưng mà mọi người nói là không được. Rồi bạn trai, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không nè? Em ưu điểm là hoàn toàn, nói chung là vui vẻ mọi người. Về nhược điểm thì em thứ nhất là nhút nhát, thứ hai khô khan, gặp bạn gái nhưng mà nhiều lúc chả biết mở lời sao. Vậy chứ mình trải qua mấy mối tình rồi? Em còn khoảng 3-4 mối tình à. 3-4 mối tình mà không biết mở lời đó. Dạ, tại trước giờ còn bạn gái chủ động. Hay vậy ta. Cuối cùng là sao, bạn chia tay? Dạ, tại vì em đi công trường công tác xa chị. Có đợt vừa rồi em để làm ở nhà máy lọc dầu Nghi Sơn á. Vừa rồi em cũng mới về cách ngay gần nửa năm. Đi xa quá rồi chia tay bạn gái hả? À, kiểu như xa quá rồi cái ở trong này có kiếm người khác. Nhưng mà giờ mối tình sắp tới, thí dụ quen cô bên kia rồi em có thời gian không? Không, hiện tại vì em về trở lại công ty làm chính, tại vì trước kia em làm theo dự án, còn công ty chính em vẫn làm ở Vũng Tàu. Vậy là cố gắng, nếu mà quen mối tình này đừng đi đâu xa nữa nha. Rồi, bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì có một mối tình là em nhớ nhất thôi. Rồi mình chia tay cái mối tình bao lâu rồi? Dạ chắc cũng được 4 năm rồi chị. Bây giờ quên hẳn chưa? Dạ rồi chị. À, rồi bây giờ bạn trai hỏi coi bạn gái Vũng Tàu là chỗ nào, hai người nói chuyện nhau đi, coi biết đâu có quen trước rồi sao. Mới em hỏi đi. Ừ, hỏi đi, hỏi thẳng qua. Mẹ lên Nam ơi. Ờ alo đâu, alo. Đó, nói đi, nói bên đó nghe đó. Ờ, cho ăn hỏi à, em ở Vũng Tàu, em ở phường nào? Dạ em ở Bà Rịa anh ơi. À, ăn thì ở phường Ngọc Dừa. Dạ anh ở đó là nhà của anh hay là anh ở nhà công ty? Nhà ăn ở Vũng Tàu. Dạ. Nếu anh hẹn hò thì đi làm sao, nói với bạn gái luôn đi. À, nếu hẹn hò thì em nghĩ là một tuần mình gặp nhau mấy lần. Hai người có thể gặp nhau một đến hai lần chứ cũng không nhất thiết là ngày nào cũng gặp nhau anh à. Em có thích đi tắm biển gì không? Dạ có anh. Bữa ngày trước em học ở Vũng Tàu, chiều chiều em hay đi tắm biển. À, chỗ ăn cũng ăn biển đúng không? Ai hơn em mà nghi đi. Dạ. Tắm chung. Hẹn hai người tắm chung. Đủ tắm biển luôn rồi. Đủ tắm biển mà trời ơi. Anh Linh nói câu khác. Anh Linh đang nói câu khác. Rồi bây giờ mình hãy nói cái quan điểm của mình về tình yêu đi. Em nghĩ trong tình yêu phải thẳng thắn, thứ hai là phải trung thực, có cái gì không thích thì mình nói. Đúng rồi. Tại vì trong cái việc tìm hiểu nhau thì dễ, sau này về ở chung thì nó sẽ như ngứa mắt. Đúng rồi. Còn bạn gái? Dạ em thì tính thì em rất là thẳng thắn, cái gì em thấy không được là em nói liền ạ. Bạn muốn tìm mỗi người bạn trai như thế nào? Cao hơn em một chút. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao khoảng gần 1m6. Cao, bên đây có cao. Gì nữa em? Ảnh biết nấu ăn. Biết nấu ăn không em trai? Em biết nấu ăn nhưng mà ngấu bất dở chị. Ha,
hai bên nấu dở thì tự nấu rồi hai vợ chồng. Nói chung là em dễ hả? Rồi, gì nữa. Em thích đi du lịch đó nhưng mà anh bận anh không có đi được á, anh có cho em đi một mình không? Thì có chứ em, tại vì rồi lỡ em đi, em đi luôn rồi sao? Mình hay có cái gì kéo lại chứ. Có ràng buộc chứ. Dạ. Ủa là bạn gái đi chơi mình không ghen hả Nam? À, mỗi người có chị do yên chị. Nói chung mà mình cũng có bạn bè thì bạn mình cũng có bạn bè chứ. Em có ghen không? Dạ không chị. Kỳ vậy, yêu lạ lùng vậy trời. Không, ảnh yêu thương mình thì ảnh lại quay về với mình thôi chứ. Còn ảnh đã thay đổi rồi thì mình níu giữ cũng không phải của mình. Quan điểm đó cũng hay đó. Bạn Nam tìm mẫu người lý tưởng như thế nào? À, cũng dễ thương nói chung mà biết hiểu chuyện, biết chăm sóc gia đình. Bạn không thích gì ở bạn nữ? Dữ dằn. Dữ dằn hả? Rồi, bây giờ tôi đố bạn nè. Chào bạn Nam. Đố bạn hồi nãy giờ nói chuyện, bạn hình dung bạn nữ bên này như thế nào? À, kiểu mẫu người cỡ mấy sáu. Nãy nghe người ta nói rồi chứ đoán đâu đoán. Kể da trắng, em nghĩ là cỡ eo mắt kính. Sao tự nhiên nghĩ người ta đeo mắt kính? Kỳ văn kế toán vậy. Kế toán đeo mắt kính, rồi gì nữa? Em nghĩ cũng hòa đồng, dễ quen. Dễ gì? Dễ gần gũi. Dễ gần gũi. Bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ cỡ hẳn, tốt cỡ hẳn 3 tháng. Cái gì? 3 tháng sao chuẩn bị kịp? Có vô chị, tiền bạc thì có sẵn rồi chứ. Có sẵn rồi. Bạn đang ở với ai? Nhà đâu? Em ở mình. Ở mình rồi, ba mẹ là ở ngoài quê hả? À, vậy ngon lành rồi ha. Ngon rồi, có nhà giờ sẵn rồi. Có nhà sẵn, công việc ổn định, tiền đám cưới có luôn rồi. Có nhà nè, có biển nè, tắm chung luôn dễ luôn. Ủa, anh cứ tắm chung như hoài, cổ ngại kìa. Rồi, được. Rồi, đến qua xem mặt kính đồ hay quá ha. Xem đàn gái thế nào nha. Đem cho anh. Chào em. Một người phụ nữ mà anh nghĩ rằng không ghen thì nó sao sao đó. Nhạt nhạt em ơi. Ờ, thấy sao ghen đó. Chút. Làm bộ ghen. Chút đó giờ không có ghen luôn hả? Cũng có ghen mà chút xíu thôi. Em thấy một người đàn ông, bạn trai của em hoặc dạ, chồng của em chở một người phụ nữ đi kế bên. Dạ. À, tay có vịn vô cái đùi luôn. Trước khi anh làm anh phải nói cho em biết. Bây giờ anh không nói đó, rồi em sẽ giải quyết thế nào? Ừ. Em đang chạy nè, em thấy nè. Dạ. Đi theo rồi xong rồi sau đó về nhà hỏi. Nếu anh khai thiệt đúng là đi trên khoảng đường đó em gặp như vậy thì có hỏi tại sao để tay lên đùi không? Thì không có chỗ vịn để tay lên đùi. Đúng rồi, được, cái này được. À, rồi thấy rủi người ta thấy ta tấp vô chỗ đáng nghi sao? Đáng nghi về nhà hỏi lại tại sao cho vô luôn hả? Vô đó luôn đi rồi về nhà hỏi. Cái gì kỳ vậy trời. À cũng được. Nói chung là cô này bình tĩnh để giải quyết cũng là một vấn đề. Có thể cho chồng mình, người yêu mình thấy luôn. Chạy ngang cái, à chào anh, chào anh chị, chạy luôn. Về nhà biết tay tôi. Cô bên đây cũng rất là dễ thương, có cách giải quyết rất là bình tĩnh. Anh nghĩ rằng cũng hợp lý đấy ha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi chung với bạn của em, bạn gái. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào dạ. Em dạ, rồi em chào xem. Quý vị khán giả. Dạ em là bạn của Thanh. Em cảm nhận được là anh là người rất là chín chắn, thì rất là hợp với Thanh. Nhưng mà có điều là anh không có chủ động á. Dạ cái đó là chắc là anh phải sửa. Dạ. Cái anh rung quá em. Rung không chủ động hả? Dạ. Đúng là phải sửa, mình đàn ông phải chủ động chút xíu. Rồi cảm ơn em. Nam đi với ai? Em biết em trai. Em ruột hả? Dạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào và em. Quý vị khán giả. Chị cho em hỏi một tí thôi nha. Là chị có nóng tính không chị? Có. Anh em thì hơi nhát tí. Chị nóng tính quá về đừng ăn hiếp ảnh nha. Trời đất ơi. Trả lời với em đi. Cái nóng tính với lại cái ăn hiếp nó khác nhau. Nhưng mà em thấy hai anh chị hợp không? Anh Nam ơi, em thấy hơi hợp với anh. Hơi hợp. Còn Quyền quyết định anh hơi hay là hợp. Cảm ơn em trai. Bây rồi. Giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Rồi đó Nam. Chủ động lên nha Nam. Dạ con anh ạ. Chừng nào đi uống cà phê với cổ rủ anh đi nha. Dạ. Để anh thêm phụ hồ cho. Cái gì uống quá. Chủ động lên Nam, chủ động lên Nam. Dạ. Nào, rủ đi tắm Vũng Tàu luôn. Nếu chiều mà em rảnh thì anh ngủ yêu. Có thể anh qua nước em chứ sao em đi được. Hiền mà chúc em về ăn nước luôn. Trời đỏ mặt rồi đó, mặt cỡ. Đúng rồi đó. Hồi hồi đi lên đây tham gia bạn muốn hẹn hò em đi bận gì kìa, lát anh chở về luôn kìa. Dạ nãy em đi xe Toàn Thắng. À ăn ngày sáng ăn ngay chung nhà. Chết quá kìa, chung nhà em đi. Nghe em hồi về tự đi về mình đi. Em có hỏi gì về một người con trai không?
Em thì thích người hồi giống như em đăng ký là thích người trầm tính, ít nói. Chương trình đưa ra anh giống vậy nhưng mà anh ít nói hơn trong tưởng tượng của em. Hẹn hò sao rồi đó? Mừng hẹn ở đâu? Ở gần nhà em, cỡ giống như Bà Rịa vậy đó, anh Vũng Tàu chạy qua. Tiếp tục đi. Ba má em có khó không? Hỏi luôn. Ba má em có khó không? Cũng hơi khó. Nhưng mà ba em thích người biết chơi đánh cờ á. Chơi với ba em cả ngày luôn, ba em cũng thích. Cờ tướng hay cờ dưa em? Cờ tướng á. Anh cờ tướng thì anh hơi đánh hay á. Đánh hay đừng ăn già nha. Vừa về ăn ổng ba bàn là quà xong luôn á. Em về xin phép ba giùm anh bữa nào anh đánh hầu cờ với ba. Anh không ăn ba đâu. Không ăn ba em không có chịu. Thôi. Thường quá, chơi thắng giết là em chán. Thôi kia ba dán ăn hai dán thôi. Trái tim em bây giờ có rung động với người đối diện không? Em thấy rung bình bịch. Bình bịch rồi hả? Thấy thích cô gái ấy không? Có. Muốn cô gái về đội của mình không? Có. Có thì nói đi. Nói. Em có muốn về đội của anh không? Đâu. Xíu đi. Em có muốn là mình sẽ có những buổi chiều vàng, mình tung tăng ra biển đồ, mình sẽ dạo chơi trên biển rồi gì, tự nhiên về đội anh không? Hai đứa mình sẽ hẹn vào một buổi chiều hoàng hôn trên biển vắng, mình sẽ tắm biển, mình coi cá dưới biển, bơi dưới biển gì, nói đi. Anh thấy ở biển Vũng Tàu cũng hơi đẹp em, cũng có những cái quán cà phê mà ngắm biển cũng đẹp. Khung cảnh cửa Vũng Tàu cũng hóa mát. Anh nghĩ là ở đó nếu mà mình đi chơi hay gặp gỡ bạn bè cũng rất là tuyệt vời. Em có chấp nhận tiền hiệu của anh? Dạ. Rồi, thôi được rồi. Chán không thiệt luôn á trời. Hoài không được luôn à. Bây giờ mốt đi đâu phải có anh theo nha. Gọi điện cho anh nha. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Xong rồi là chừng nào đám cưới là gọi anh luôn, anh theo luôn. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hồi nãy giờ chúng ta đã trò chuyện với nhau cũng hiểu được phần nào rồi. Chưa đếm mà bấm cái gì. Ôi, thật thấm luôn rồi. Quan trọng cô ấy có bấm hay không thôi. 3, 2, 1. Trời ơi. Vô bấm luôn rồi. Nắm tay đi, nắm tay cô ấy đi. Nói em cho anh nắm tay. Sao kêu nói thì chậm mà kêu bấm lẹ chưa, nó đếm gì chân bấm rồi. Cũng trải qua một đời vợ. Kết hôn năm 2007. Cũng có được hai cháu trai. Hai cháu trai lớn là nhiêu? Lớn 14, nhỏ 11. Giờ nếu thật sự nếu như mà ai mà chịu đĩa thì cũng có thể một hai đứa đó nuôi trời. Nếu mà vậy thì cũng có một chồng mà bạn em đi hôn nhau. Em có hai con, thì con em, con lớn em cũng đã lập gia đình. Con thứ hai của em cũng học đại học năm cuối. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em xin chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nhung. Em quê em ở Nam Định. Em đang sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk. Em năm nay 45 tuổi. Rồi chị em... Nhung nhìn rất là trẻ hơn so với tuổi rất nhiều luôn. Cho nên nãy giờ Ngọc Lan cứ gọi là em thôi. Xin lỗi chị. Sao sao? Chị ơi, là mình bay từ Đắk Lắk vào trong đây để mình tham gia chương trình hả chị? Em đi ô tô ạ. À ha. Dạ. Ui, vậy chị lái xe bao nhiêu tiếng? Dạ không, em đi xe khách. À. Em đi với đồng nghiệp em. Nhung là ở Đắk Lắk hả? Dạ, em ở Đắk Lắk ạ. Làm công việc gì Nhung? Em giáo viên tiểu học ạ. À, rồi mời em trai. Xin chào Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan kia, dạ. Chào quý vị khán giả. Xin chào bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Nhân Ron. Sinh năm 71 ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định. Nghề nghiệp là làm cơ khí. Cơ khí? Dạ, đam mê cơ khí từ nhỏ. Ron đang làm ở đâu? Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định. À, làm tại Bình Định luôn. Dạ, tại Bình Định luôn. Rồi người Đắk Lắk, người Bình Định nha. Mình nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi chị. Dạ, em thì có cái ưu điểm là rất là vui vẻ và hòa đồng. Và ví dụ như về thời gian nội trợ thì cũng tương đối ổn. Còn về kinh tế thì em cũng tự chủ. Còn về cái nhược điểm của em thì đôi khi em rất là nhiều khi nhút nhát với lại hay tủi thân và mùi lòng. Hay gì á, chị Nhung có một đôi mắt rất là ướt nhẹ mà cho dạ. Nên là dễ tủi thân là đúng rồi. Dạ. Hình như bên đây bị cảm mà giọng là... Dạ, giọng hơi yếu à. Hơi yếu đúng không? Dạ, em bị cảm. Thôi, ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Dạ, như nói ưu điểm thì rất là chăm chỉ, sáng tạo, thích
chế tạo những cái máy móc mà mình làm. Hầu hết những cái máy móc mình làm thì đều có thể tự chế tạo được. Đam mê từ nhỏ mà. Đam mê từ nhỏ, rất là thích sáng tạo. Nhưng bây giờ hiện nay cơ khí mình đang làm gì nè? Nói chung là cụ thể là cũng tự chế tạo được các loại máy và tự làm được một cái xưởng là sản xuất combo và baga xi mé. Đi bán vòng 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 cho bà con mấy người đó. Ba ga xe máy, xe đạp, dạ. Xe Honda dạ. Này kia đúng không? Dạ, ba ga đi chở đồ á, với cái combo á, chỉ làm cái combo thôi chứ. Rồi ở huyện nào? Dạ làm ở huyện Hoài Nhơn. Hoài Nhơn, Bình Định, tức là giáp ranh với Quảng Ngãi. Dạ đúng rồi, đi qua ngọn núi là Quảng Ngãi rồi. Rồi hiện nay thì tình hình yêu đương của mình thế nào? Thì cũng trải qua một đời vợ. Kết hôn năm 2007. Cũng có được hai cháu trai. Hai cháu trai lớn là nhiêu? Lớn 14, nhỏ 11. Lấy vợ, đi vợ được mấy năm? 2007 đến 2018 là xong anh. Cũng mười mấy năm. Dạ. Sao chia tay? Cái này chuyện thì nó cũng dài, nhưng mà chắc trong này thì mình cũng có một phần lỗi. Đúng, đó. Cái này cái lỗi thật tình là quan trọng nhất. Ví dụ lỗi mình là gì nè? Có thể là mình đã làm lý do nào đó mình đã làm tổn thương vợ. Đó. Thì vợ lại làm tổn thương gia đình, cho nên là đến một lúc nào đó tất cả đã nguội lạnh rồi thì thôi. Bây giờ lấy vợ về có làm tổn thương vợ nữa không? Cái này thì phải nói là cố gắng tốt nhất có thể để không làm bất cứ điều gì để tổn thương gia đình mình. Đó. Đúng rồi. Cái này là rất là quan trọng luôn. Mà Linh thấy anh nhận ra điều đó rất là tốt ha. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình cố gắng hết sức mình không thể làm tổn thương cho vợ và gia đình nữa. Dạ. Rồi bây giờ con đang ở với ai? Con thì lúc ra tòa thì lớn ở với mình, nhỏ ở với mẹ. Nhưng mà mẹ thì làm ăn xa, nhỏ ở với ngoại thì nó cũng mến muốn lắm gì rồi đó, tóm lại là nuôi luôn. Bây giờ là hai bố con ở bố ở với người lớn đúng không? Ở luôn lần ở ba cha con ở luôn. Ba cha con luôn. Dạ. Hai kia là học hành sao rồi? Đứa học lớp 7, đứa học lớp 5. Cháu rất là ngoan, rất là khỏe mạnh, rất là kinh tế đủ lo cho hai đứa nhỏ, lo cho thêm một người nữa, rồi thậm chí có đứa con nó nổi không? Tốt anh, tốt luôn. Rồi. Giờ nếu thật sự nếu như mà ai mà chịu đĩa thì cũng có thể một hai đứa đó nuôi được. Nếu ai vậy. Nhà trai tôi rõ ràng vậy đó, nhà gái thấy sao? Quá rõ ràng và quá bản lĩnh. Nhà gái hiện bà mối hiện tại đang rất là có cảm tình. Đường tình duyên của mình. Em thì cũng có một chồng mà bạn em đi hôn nhau. Em có hai con, thì con lớn em cũng đã lập gia đình. Còn con thứ hai của em cũng học đại học năm cuối. Kinh tế bọn em thì cũng ổn định. Ly hôn lâu chưa chị? Em ly hôn, thực ra ly hôn em ly hôn năm 2008, nhưng mà vẫn ở với nhau cho đến năm 2017 bọn em mới tách ra ở riêng. Dạ. Đây nghĩa là hai đứa con đang ở với em hả? Hai đứa con em thì con đầu tiên thì đã lập gia đình và cũng có công ăn việc làm ổn định rồi. Còn bé thứ hai thì cháu học đại học năm cuối. Cũng đi thực tập luôn nè. Dạ em đang ở với ai? Em đang ở một mình. Một mình? Dạ. Nhà riêng hay là? Nhà riêng luôn. Nhà riêng luôn. Dạ. À công dạ. Việc công việc em giáo viên tiểu học em cũng ổn định luôn. Ổn định luôn. Dạ. Nói chung là ổn định hết. Muốn tìm một người nào mà cảm giác là người đó sẽ đem hạnh phúc cho em? Em tất cả những cái em quan trọng nhất là cái sự chia sẻ và tình thương á. Quan trọng nhất cái đấy. Chứ một cuộc hôn nhân trước thì em cũng có đầy đủ yếu tố khác, nhưng mà có một thiếu gì chút đó thì chia sẻ hoặc là tình thương ấy cho nên em dẫn đến có rạn nứt như vậy. Cho nên em cần chỗ đấy. Dạ anh đây anh nói hết từ khen anh rồi đó. Dạ em thấy em cũng cảm nhận bên là anh đấy anh cũng đã rút kinh nghiệm về cuộc hôn nhân trước và có lẽ em cũng vậy. Rồi ok. Tự nhiên sau nghe chia sẻ của hai người này cái da gà mình nó nổi lên, mình có cái cảm giác hai người này là của nhau. Em chào anh. Dạ. Anh ơi em là đại diện của nhà gái. Dạ. Em xin phép qua hỏi thăm một chút xíu. Bây giờ mình mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Nói chung là cũng tầm mít 6 trở lại thôi. Có luôn à? Rồi cũng da thì cũng đừng có đen quá. Được. Là dễ nhìn có thôi. Đầy đủ tay chân là những thứ quan trọng là được rồi. Giáo viên mà. Thật ra là cũng an tâm. Dạ. Dạ. Anh có một cái điều gì mà anh không thích ở phụ nữ không? Không, nhưng mà thật sự những người phụ nữ mà cứ không có phân biệt thị phi á, không có thị phi đúng không? À, rất là ra ý nghĩa người ta thị phi nói này nó nói cho mình không có phân tách, không có biết cái nào là có lợi có hại cho mình thì thực tình mình thích cái đó đúng. Thì hiện nay trên mạng xã hội cũng có những tin ảo, tin giật gân này kia, mình xem thì mình cũng phải biết phân tích cái nào đúng cái nào sai, chứ mình cũng theo những cái đó thì đúng ra cũng mệt mỏi lắm á. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Anh đi ra vậy có cái gì vô hay có gì vô giúp đỡ cho anh ha. Bây giờ mình qua mình hỏi nhà gái này, nhà gái đi với ai? Em đi với cháu em và đồng nghiệp, cháu em tên là Phương đó. Dạ,
Rồi chào nhà gái. Em là bạn thân của Dung, cũng là vừa là đồng nghiệp. Còn đây là cháu, ba người cháu. Trước tiên em xin chào anh Kinh Linh, chào MC Ngọc Lan, chào quý vị khán giả có trong trường quay. Dạ. Với Nhung thì có rất nhiều những ưu điểm. Nhung rất mạnh mẽ, tự lập tất cả mọi điều trong cuộc sống. Nhưng mà mỗi người thì có một hoàn cảnh riêng. Với cuộc hôn nhân đổ vỡ thì cũng khá lâu rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì vì Nhung là một con người sống cho gia đình, cho nên là mãi đến bây giờ mới đi tìm một nửa hạnh phúc còn lại của mình. Thì với bạn anh ở đây thì cảm thấy anh cũng đã chia sẻ và mạnh dạn nhận những cái ưu và khuyết điểm ở bản thân mình. Thì với bản thân em thì em cũng thấy anh khá thẳng thắn, với một cái tính cách khá thẳng thắn. Dạ. Đến đây thì không duyên thì chắc cũng có nợ. Thì hai người có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ, cảm ơn em. Thôi hai người cũng không thể đủ giải quyết được rồi. Mình mở rào cho hai người gặp mặt đi. Nếu mà đúng á thì mình bấm nút ha. Yeah. Mở rào. Bắt đầu đi. Bước qua luôn. Bước qua cái hàng rào tình yêu đó. Sáng sớm anh vừa lại chỉ mua được bó hoa nhỏ. Cảm ơn. Cảm ơn. Em cũng có. Còn cái này là kể lại người quê. Đi đâu cũng hay nghe bà con hay nói đến bánh ít lá gai và bánh tráng chiều. Này đi vô đây xin trước ha. Mời anh Linh Tử bóc giùm. Bóc giùm là khen giùm bà con cái luôn ha. Này quê ở Bách Đức Hoài Nhơn đó hả? Dạ đúng rồi, bánh lá gai. Bình Định. Mời Ngọc Lan cái đi, Ngọc Lan khen giùm bà con luôn ha. Dạ, cái này là trả hết cho bạn gái ha. Dạ vâng. Mở cái đi mà bạn gái. Thôi cứ để đấy rồi tí mà sau ạ. Em còn món quà tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn. Béo, nhưng vừa ha. Có đậu phộng, có gừng nữa. Có đất Bình Định ngon. Gì Bình Định luôn thấy ngon chưa? Hiện tại là anh sống với ai? Anh thì anh sống hai đứa con. Ba cha con nữa thôi. Ba cha con ở với nhau, đang ở Bình Định. Thế là anh mở sở tại nhà luôn? Anh là tại nhà luôn. Tự anh mở đây, tự làm luôn. Con anh cũng một cháu học lớp cấp 1, một cháu học cấp 2. Đúng rồi. Ông bà nội ở gần đấy ạ? Ông bà nội thì ba mất ra ngoài, cha mẹ mất ra ngoài. Nhưng mà nếu mà anh và em mà tiến tới với nhau thì cái nghề nghiệp của em thì nó ổn định ở một chỗ, anh thì ở đấy thì theo anh sắp xếp thế nào? Nói chung bây giờ phần của anh cũng nói thiệt thế này. Con anh còn nhỏ, phải cần cái sự mà chăm sóc cơm nước này nọ thì hào. Cái chỗ đó là cái chỗ anh cũng đang làm ra tiền. Nói chung cái nghề của anh á thì có thể vào đây chỗ khác cũng được. Nhưng mà đi lên trên mà cái nghề công nghiệp thực sự nó hơi khó. Tại vì cái mặt hàng này, hàng nó có đi qua tới inox. Tuy nhiên, nhưng anh nói vậy, nhưng mà tuy nhiên thì là nếu như anh vậy mà cảm thấy thích nhau, đúng không? Có thể cùng nhau giữ cái mối quan hệ này, rồi tạo một điều kiện thời gian nào đó chúng ta có thể gần nhau được. Tại vì anh làm thì luôn luôn có kế hoạch. Mà kiểu cái cuộc sống của anh nó vậy, nhưng sau này con nó lớn thì anh cũng có kế hoạch rồi, có thể tự tìm cho mình một cái chỗ quê sống sáu sáu đó. Anh làm cái đó bao nhiêu năm rồi ạ? Cái này thì anh khởi nghiệp cho anh làm đâu 2012 rồi đó. Cái này là anh tự mình mò, tự làm, tự gây dựng ra thôi, chứ còn cũng không phải là đi học hay là tự mua cái gì. Thì cái nghề cơ khí lại có của anh tự chế ra những cái máy, chế ra những cái dụng cụ để làm cho phù hợp cho mình. Anh tự chế tạo ra? Chứng tỏ anh cũng rất là giỏi. Anh thích làm nhỏ giờ anh thích làm mê lắm. Thế theo anh thì anh mong muốn thế nào trong gia đình ạ? Nói chung anh thực sự là anh, nếu anh muốn có người vợ mà muốn đi, anh hết cuộc đời anh cũng muốn người vợ ở bên này. Cái gì? Tại vì anh không có cái gì mà chỉ biết là con nó còn nhỏ, công việc cái đó anh làm thì nó dễ hơn. Nuôi con nó dễ, còn con nó lớn rồi thì chừng nó dễ, nó tự làm thì anh có nhiều cái dự định lắm. Chứ còn không phải nó chỉ đơn giản là nó dễ. Nếu đặt trường hợp mà anh với em mà có một cái sự kết nối thì anh dự định thế nào? Kết nối thì tháng anh thêm được ba lần. Nếu như anh gì mà đến được, anh mong muốn nhất là em về với anh. Cái đấy là chỉ liên quan đến chuyển đổi công tác nữa. Thì đó, cái đó thì có thể làm được. Thì tình là nói vậy. Tại vì ở chỗ anh á, nói thiệt, em muốn làm bất cứ cái gì mà em cảm thấy tự tin, cảm thấy thoải mái là anh hoàn toàn đồng ý. Anh có thể hỗ trợ những cái gì anh có thể hỗ trợ được. Cái thuận lợi đó là nhà gái nên chuyển về nhà trai. Bởi vì nhà trai cái công việc đang rất là ổn định, có thể lo luôn cho bên nhà gái luôn. Đó, nhà gái thì thật ra dạy tiểu học thì cũng dễ sinh, chứ không phải là khó.
Mà ở đâu có kinh tế là chúng ta có thể ở được. Ở đâu nghĩ rằng là nhà gái nên có thể ưu tiên nghiêng chút xíu. Nhưng mà thật ra nãy bên nhà trai thấy bạn nói cũng rất là hay. Ron nói là nếu như mà được thì sau này yêu đương mà có cách thì con cũng sẽ chuyển về nhà vợ luôn. Không quan trọng, thậm chí mình làm luôn hai cái cửa hàng, một cửa hàng ở nhà chồng, một cửa hàng nhà vợ, rồi đi lại lại làm ăn cũng được. Bởi vì bây giờ mình lớn rồi, mình phải phát triển kinh tế để sau này mình lớn hơn nữa, mình có kinh tế ổn định để mình hưởng thụ thôi. Dạ, thì ví dụ như bây giờ trong một gia đình thì lúc đấy thì con anh cũng như con em rồi. Con em giờ nó trưởng thành, nó lập gia đình riêng rồi thì giống như cứ đi về về chăm sóc thôi. Nếu mà xây dựng cùng một gia đình thì lúc đấy em sẽ vun đắp cho con anh thôi. Thế còn con em thì ở riêng. Là hai người này bổ trợ cho nhau rất là tốt. Một người rất là năng động trước công việc, phát triển kinh tế. Một người gọi là có thế mạnh về dạy dỗ con cái, gọi là bảo bọc cũng như là chăm sóc gia đình. Là đây, anh Ron đứng lên. Ron giống như cái Ron xe, cái Ron máy này kia đó ha. Đó, bây giờ nè, cô giáo với lại kỹ sư cơ khí. Yeah. Mình nắm tay nhau, mình giao lưu với nhau. Đó. Bây giờ nãy giờ nói chuyện với bạn gái cô giáo bên kia thì anh Ron cảm nhận thế nào, nói cho cô nghe đi. Thấy em là người thế nào, thấy cô giáo là người ra sao, có mong muốn điều gì hay không, cảm xúc mình có tốt không, trái tim mình có đập hay không, ví dụ như thế. Nào nói đi Ron, dình. Rồi, thì anh cũng xin nói thiệt với em thế này. Yeah. Anh về làm cơ khí nhưng mà thực chất bản chất cũng là nông dân. Yeah. Anh cũng hay là nói, nó cũng hay nhấn gọn, nó cũng nói chung cũng bọc thực lắm. Yeah. Còn cái dạng cô giáo rồi hay văn phòng thì chắc chắn là cũng là mấy anh công chức rồi, là rất thiệt tình thế này. Nhưng thật sự anh cầm tay em, anh cảm thấy rất là ấm áp. Yeah. Nhưng không biết là em có đặt hôm nay nhiều vào trong này hay không thì tình anh không biết. Anh chỉ thấy cảm xúc của mình rất thích đó. Thôi em cảm ơn anh. Anh sẽ làm theo cảm xúc của mình. Còn yeah, chuyện em có đặt nhiều hôm nay vào ở đây không, thực tình anh không cảm nhận được đó. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể bảo bọc chở che, đem đến Hàn Quốc còn có chỗ dựa cho cô giáo sau này đó. Dạ, dạ. Thôi, khoảng cách nó không là gì cả, để chúng ta yêu nhau, để chúng ta hiểu nhau. Bây giờ thì quan trọng là hai người sẽ quyết định vào nút bấm. Dạ. Thôi, anh Ron để tay vào nút bấm đi, bên tay trái. Đây. Đây là gì? Dạ. Đó. Anh lấy mẹ nữa. Nếu ta thích, ta bấm, cho nhau cơ hội. Không thích, chúng ta không cần làm mất thời gian của nhau, bởi vì đã đến tuổi này chúng ta không còn gọi là thời gian nhiều ở đâu. Hãy yêu nhau, hãy chăm sóc, hãy chia sẻ với nhau, hãy cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Linh thích điều đó, rất thích điều đó. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, cảm ơn. Đây bây giờ mình nắm tay nhau vậy nè, anh Ron. Dạ thôi được rồi. Nắm tay nhau. Đây, thôi chưa, không biết nó đang tay nhau. Dạ. Đấy, thấy chưa? Thấy thật tình ghê. Không, thật ra nãy Ron chia sẻ rất là hay, tức là cái mối tình đầu đó cũng là vợ anh ấy, gần như cũng không có một cái sự yêu đương gì cho nó thăng hoa lắm. Có thể đó là tình nghĩa vợ chồng, có thể một chút cảm nhận, nhưng mà tình yêu chắc chưa có. Yêu nhau tha thiết lắm thì nghĩ chưa có, nên ảnh mới nói như vậy. Bây giờ thì nếu như anh tìm được cái tình yêu mà đúng rung động trái tim, cùng đồng hành với ảnh, thì Linh nghĩ rằng cái tình yêu của anh Ron rất là mãnh liệt luôn đó, bùng nổ luôn. Đúng luôn á. Anh Linh thấy rằng anh, trong ánh mắt của anh, trong cái thái độ tình cảm anh, rất là gọi là nó thăng hoa, đúng không Ron? Đúng vậy. Tôi nói chưa để với bạn vừa gái chứ anh Linh với Trực nó là thế này. Anh thì những cái tài giỏi gì không có, nhưng thật chắc anh luôn luôn làm cho mình, gia đình của mình tốt hơn. Anh luôn luôn làm cho vợ con mình được an toàn hơn. Yeah. Chắc chắn gì là vậy. Cảm nhận được điều đó. Còn những cái thứ này nọ hay ho gì thì thật sự anh không có. Bấm nút thì chúng ta luôn luôn phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Yeah. Không phải bấm nút vì một điều gì đó rồi chúng ta buông thả đi cái hình ảnh trước mặt mọi người. Linh nghĩ rằng nếu như mà về với anh trai này thì Linh nghĩ rằng chúng ta sẽ có hạnh phúc đó. Nhưng mà chị phải nhớ là tạo cơ hội cho anh nhiều. Yeah, nha. Yeah. Cái gì mà chị cảm thấy nó không có đúng với lại cái sự kỳ vọng hay là mong muốn của chị thì chị cũng chia sẻ liền với ảnh. Tại vì chị là người thích chia sẻ mà, đúng không? Yeah, yeah. Cho nên là chị phải chia sẻ nhiều để cho hai người hiểu nhau. Tại vì khoảng cách của hai người nó cũng hơi xa, thời gian đầu nó cũng sẽ khó khăn đó. Yeah, yeah. Nên là hai anh chị
cố gắng lên. Em rất là mong chờ cái tiệc cưới từ hai anh chị luôn. Thật ra Linh rất thích cái thích cặp đôi này á. Cặp đôi này và đặc biệt người đàn ông này rất là thật tình luôn đó. Yeah. À, không biết cái mối tình trước thế nào nhưng thật ra từ lúc gặp ảnh tới giờ đó không phải tặng ăn cái bít quả là nó vào đâu. Linh có thể ăn bánh uống là cũng phải nói vô được nha. Bánh tét cũng nói nhiều, cái bít rất là nhỏ nhưng thấy ảnh rất là thú vị luôn. Cái gì nói nhìn cười không được. Ăn bánh ít thì nó bánh ít chứ bánh ít nó rất ít nhưng mà tình cảm nó hơi nhiều. Rồi, chúc chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, sớm về chung một nhà nhé. Mình rất mong muốn như vậy đó. Em cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người.